tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những thông tin chính. Binh lính Nga tự hủy, bắn nhầm đồng đội ở Kursk. Quân đội Ukraine kiệt quệ đến mất kiểm soát ở Donbass. NATO và Ukraine đàm phán bí mật tại Đức. Mỹ đưa ra tuyên bố bất ngờ khiến Ukraine choáng váng. Mới đây, Nga đã thành lập đơn vị tình nguyện đặc biệt nhằm duy trì luật pháp và trật tự tại khu vực Kursk trong bối cảnh quân đội Ukraine đang tấn công được cho là đã nổ súng vào quân đội Nga trong khu vực. Sự việc diễn ra vào đêm ngày 1 tháng 9, nhà báo chiến trường người Nga Roman Sapolkov cho biết trên kênh Telegram của mình rằng quan chức cấp cao của vùng Kursk Alexei Smirnov đã tuyên bố thành lập đơn vị tình nguyện vũ trang có tên là Bakhut vào ngày 29 tháng 8, nói rằng họ sẽ đảm bảo an ninh trong khu vực. Ukraine đã phát động cuộc tấn công chớp nhoáng vào Kursk vào ngày 6 tháng 8 và cho đến nay được cho là đã giành quyền kiểm soát khoảng 1.294 km2 lãnh thổ Nga và 100 khu định cư. Tổng thống Nga Putin đã ra lệnh cho lực lượng của mình đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi Kursk trước ngày 1 tháng 10. Hơn 130.000 cư dân được cho là đã được sơ tán khỏi khu vực này. Tài khoản Dmitry từ World Translated, một dự án độc lập dịch từ các tài liệu về chiến tranh cho biết, phóng viên chiến trường Roman Sapolkov đưa tin rằng sau khi có tin đồn về việc quân đội Ukraine đột phá vào đường cao tốc Lugov-Kursk, lực lượng tự vệ địa phương, thường dân có vũ trang đã nổ súng vào phe mình, gần như sát hại binh lính Nga. Trong khi đó, Sapolkov cho biết đơn vị tình nguyện bắn vào mọi thứ chuyển động. Nhà báo này viết trên kênh Telegram, có người bị thương, thật kỳ diệu là không có tử vong. Cho đến bây giờ, nơi này cách tiền tuyến 12 km, người ta vẫn chưa biết liệu có nhóm phá hoại và trinh sát nào trên xa lộ hay không, nếu bạn sợ bạn nên ở nhà. Trước đó, ông Smirnov cho biết đơn vị này sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong việc duy trì luật pháp và trật tự ở khu vực Kursk, sau khi trải qua khóa huấn luyện quân sự và sẽ hợp tác chặt chẽ với quân đội Nga. Ông Smirnov cho biết, nhiệm vụ của đội không chỉ bao gồm đảm bảo an ninh mà còn tham gia hỗ trợ sự sống cho những khu vực tái định cư để hỗ trợ những người còn lại trong thời điểm khó khăn này. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW cho biết rằng, việc thành lập đơn vị phòng thủ nêu bật sự không sẵn lòng của ông Putin trong việc chống lại cuộc xâm nhập của Ukraine. Nhóm nghiên cứu này cho biết thêm, việc thành lập các đội quân tình nguyện 3, lực lượng dự bị chiến đấu của quân đội Nga mới này phù hợp với chiến lược rõ ràng của Điện Kremlin nhằm tránh tái triển khai các đơn vị có kinh nghiệm hoặc hiệu quả chiến đấu đang tham gia chiến đấu theo hướng Poprov hoặc Torez đến thỉnh Kursk do lo ngại làm chậm nhịp độ của các hoạt động tấn công từ Nga theo các hướng ưu tiên cao hơn này. Trong phân tích mới nhất ngày 1 tháng 9, Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết lực lượng Ukraine tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công ở khu vực Kursk nhưng không có tiến triển nào được xác nhận. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Zelensky cho biết một trong những mục tiêu của cuộc tấn công là chuyển hướng lực lượng đáng kể, nhân lực của Nga khỏi các khu vực tiền tuyến ở Ukraine, bao gồm thành phố Poprov ở phía đông Donetsk, vốn là trung tâm hậu cần quan trọng của lực lượng Ukraine trong khu vực. Trong một thời gian dài, tình hình ở Donbass được coi là khó khăn nhưng có thể kiểm soát được. Tuy nhiên, hiện tại có vẻ như lực lượng phòng thủ của lực lượng vũ trang ở Donbass đã sụp đổ. Sĩ quan tiểu đoàn Azov của Ukraine Roman Ponomarenko viết trên kênh Telegram của mình. Lực lượng của Ukraine vô tổ chức, quân đội mệt mỏi, suy yếu, nhiều đơn vị mất tinh thần. Quân tiếp viện nhận được về cơ bản là bận rộn, không giúp ích được gì mà ngược lại còn làm phức tạp thêm công tác chiến đấu của các đơn vị. Phía Nga thì không, đột phá sâu vì quân của họ cũng kiệt sức như của chúng ta. Tuy nhiên, họ vẫn giữ được lợi thế về số lượng đáng kể và có kho đạn dược dự trữ không giới hạn. Chúng ta chưa thể ngăn chặn được. Ponomarenko viết, ông cũng như các nhà phân tích khác cho rằng tình hình kỷ luật trong quân đội Ukraine rất kém. Ponomarenko viết, bây giờ tình hình đang trên bờ vực và việc buộc phải huy động bổ sung chỉ khiến tình hình trở nên sâu sắc hơn. Sĩ quan nghi ngờ rằng bộ chỉ huy của chúng tôi có một kế hoạch toàn cầu nào đó cho tất cả những điều này. Sĩ quan Azov đề xuất áp dụng một số kinh nghiệm của Đức từ Thế chiến thứ hai, chẳng hạn ổn định mặt trận sau những thất bại lớn, ví dụ sau chiến dịch Bagration năm 1944. Đồng thời, ông thừa nhận những quyết định này chỉ mang lại tác dụng ngắn hạn và chỉ trì hoãn thất bại chung. Trước đó, tạp chí Forbes viết rằng Kiev đã thất bại trong nhiệm vụ đánh lạc hướng Liên bang Nga khỏi Donbass bằng cuộc tấn công ở Kursk. Tờ báo Bild của Đức cho biết các chỉ huy lực lượng mặt đất của 35 quốc gia châu Âu cùng với Ukraine và Mỹ đã họp kín tại Dresden, Đức. Cuộc họp được cho là kéo dài từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 8 do chính phủ Đức tổ chức. Theo tờ báo Đức, sự kiện này được bao phủ trong bí mật với các biện pháp an ninh nghiêm ngặt được áp đặt vì lo ngại về gián điệp. Tờ báo cho biết, trong số các chủ đề được thảo luận có các khu vực hoạt động mới của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở Thụy Điển và Phần Lan, hai quốc gia đã gia nhập khối quân sự do Mỹ dẫn đầu trong 18 tháng qua, cũng như phân tích mối đe dọa và bài học rút ra từ xung đột Ukraine.
Theo tờ báo Bild của Đức, cuộc họp còn có sự trình diễn thiết bị quốc phòng mới nhất của Đức, bao gồm hệ thống phòng không Sky Ranger của tập đoàn quốc phòng hàng đầu của Đức Rheinmetall, được trang bị khẩu pháo tự động kiểu súng lục và radar mạnh mẽ. Tờ báo Bild mô tả nó là ý tưởng để chặn các máy bay không người lái của kẻ thù. Ngoài ra, một loại pháo điều khiển từ xa RCH-155 mới đã được trình bày cho các quan chức quân đội ở Dresden. Theo tờ báo Bild của Đức, 54 đơn vị đầu tiên của loại vũ khí pháo điều khiển từ xa RCH-155 mới này dự kiến sẽ được giao cho Ukraine vào năm 2025 và một số quân đội châu Âu cũng được cho là đã bày tỏ sự quan tâm. Vào đầu tháng 8, Rheinmetall đã công bố rằng họ đã gần như gấp đôi lợi nhuận hoạt động trong nửa năm 2024. Tập đoàn vũ khí này cho biết cuộc xung đột ở Ukraine là một trong những yếu tố đã cải thiện đáng kể hiệu suất kinh doanh. Hồi tháng 6, tờ báo Bild của Đức trích dẫn lời của người đứng đầu hệ thống mặt đất của Rheinmetall, Björn Bernhard, cho biết một biến thể của Sky Ranger lắp trên khung gầm của xe tăng Leopard 1 từ thời chiến tranh lạnh của Đức có thể sớm được cung cấp cho Ukraine. Rheinmetall hiện đang xây dựng một nhà máy mới ở Lower Saxony và công ty đã cho biết vào tháng 5 rằng họ đặt mục tiêu sản xuất lên đến 700.000 viên đạn pháo mỗi năm vào năm 2025. Nhà sản xuất vũ khí của Đức đã mở một trung tâm bảo trì xe tăng ở Tây Ukraine vào tháng 6 và đã công bố kế hoạch thiết lập thêm các nhà máy đạn dược và phòng không trên lãnh thổ Ukraine. Các quan chức cấp cao của Nga đã cảnh báo rằng Moscow sẽ coi những cơ sở này là mục tiêu hợp pháp cho các cuộc tấn công quân sự. Điện Kremlin luôn lập luận rằng viện trợ quân sự của phương Tây cho Kiev chỉ nhằm mục đích kéo dài xung đột máu, chứ không thể thay đổi kết quả cuối cùng. Trong diễn biến liên quan mới nhất, Đài RT của Nga dẫn lời thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết quân đội Nga đã phá hủy chiếc UAV đầu tiên gần Podolsk, cách thủ đô khoảng 40 km về phía nam, lúc khoảng 1 giờ 20 phút sáng ngày 1 tháng 9. Gần 1 giờ sau, ông Sobyanin tuyên bố một chiếc UAV khác đã bị bắn hạ trên đường di chuyển đến Moscow. Trong một loạt thông điệp đăng tải tiếp theo trên kênh Telegram trong 4 giờ, thị trưởng Moscow, ông Sobyanin thông báo có thêm 3 UAV bị ngăn chặn ở các quận Stubino, Odisovo và Leninsky của Moscow. Vị thị trưởng Moscow lưu ý, tính đến 5 giờ giờ địa phương ngày 1 tháng 9, hệ thống phòng không Nga vẫn tiếp tục nhắm bắn các mục tiêu đối phương. Theo thông tin sơ bộ, các mảnh vỡ rơi xuống không gây thương vong hoặc thiệt hại đáng kể nào trên mặt đất. Lực lượng ứng phó tình huống khẩn cấp đang có mặt tại hiện trường. Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall đã trả lời khi được tờ báo Phần Lan Helsingin Sanomat hỏi về việc Mỹ bác bỏ kế hoạch chuyển máy bay chiến đấu F-16 tới Kiev, rằng tôi không biết về bất cứ điều gì như vậy. Tuy nhiên, ông Kendall lưu ý tưởng như vậy không bị loại trừ. Theo ông Kendall, nhu cầu của Ukraine trong thời gian tới sẽ được đáp ứng nhờ sự hỗ trợ từ các nước Mỹ như Hà Lan và Đan Mạch. Ông Kendall nhấn mạnh, Mỹ hiện đang tham gia hỗ trợ cùng với các đối tác của mình đào tạo phi công cho Ukraine. Ông Kendall hứa sẽ có tiến bộ đáng kể trong việc đào tạo vào năm tới. Trong khi đó, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bác bỏ kế hoạch của Lầu Năm Góc về việc cử các nhà thầu đến Ukraine để bảo dưỡng vũ khí do phương Tây viện trợ, bao gồm chiến đấu cơ F-16. Theo tờ Wall Street Journal, cuộc tranh luận kéo dài về việc điều chuyên gia Mỹ đến Ukraine để bảo dưỡng vũ khí do các nhà tài trợ nước ngoài cung cấp cho Kiev đã trở nên gay gắt hơn kể từ khi lô 6 máy bay F-16 đầu tiên được chuyển giao cho Ukraine vào cuối tháng 7. Các quan chức quen thuộc với cuộc thảo luận cho biết Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng đã xem xét đề xuất này từ quân đội, nhưng cho rằng đề xuất này quá rủi ro. Một trong những nguồn tin cho hay, cộng đồng tình báo đã bày tỏ mối lo ngại về kịch bản Nga nhắm vào các nhà thầu Mỹ tại Ukraine. Một nguồn tin tiết lộ, chính quyền Tổng thống Biden không loại trừ hoàn toàn việc đưa các nhà thầu Mỹ đến Ukraine, song điều đó sẽ không xảy ra trong tương lai gần. Hiện tại, Washington kỳ vọng các thành viên NATO ở châu Âu sẽ chịu trách nhiệm bảo dưỡng các chiến đấu cơ do nước này sản xuất. Hà Lan cùng Na Uy, Đan Mạch và Bỉ, những nước cam kết cung cấp cho Kiev hơn 80 chiến đấu cơ F-16, đã tuyên bố sẽ tài trợ cho một hợp đồng tư nhân giữa công ty bảo dưỡng dân sự và không quân Ukraine. Tướng Arno Ikosem, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan tuyên bố, chúng tôi đang hỗ trợ chính phủ Ukraine về mặt tài chính để thực hiện các hợp đồng đó với các đối tác tư nhân để xem liệu họ có thể duy trì hoạt động của những chiếc chiến đấu cơ này trong tương lai hay không. Tờ Wall Street Journal lưu ý rằng, trước đây Ukraine cũng từng phải vật lộn để bảo dưỡng các loại vũ khí khác do Mỹ viện trợ, chẳng hạn xe tăng Abrams M1 phải vận chuyển ra nước ngoài để sửa chữa. Tờ báo cũng chỉ ra rằng, một chiếc F-16 cần nhiều giờ phục vụ cho mỗi giờ bay, với hàng chục nhân viên hỗ trợ làm việc cho mỗi chuyến bay. Ukraine đã nhận được những chiếc chiến đấu cơ F-16 đầu tiên vào một năm sau khi các đồng minh của Ukraine thành lập Liên minh Máy bay Chiến đấu để cung cấp máy bay và đào tạo phi công cho Kiev. Các máy bay chiến đấu F-16 được Hà Lan chuyển giao cho Ukraine có thể được sử dụng để tấn công Liên bang Nga, nhưng không được nhằm vào các cơ sở dân sự.
theo hãng thông tấn TASS ngày 29 tháng 8. Thông tin trên do Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekelman nói với kênh truyền hình NOS. Cụ thể, Ukraine có thể sử dụng các máy bay F-16 do Hà Lan chuyển giao cả ở trên lãnh thổ Nga với điều kiện tuân thủ luật chiến tranh. Cụ thể, luật chiến tranh quy định rằng các cuộc tấn công không được nhắm vào các cơ sở dân sự. Ông Brekelman nói, Ukraine chắc chắn không được phép làm điều này, đây là điều kiện mà chúng tôi đã đặt ra. Cùng lúc đó, theo Hà Lan, Ukraine có quyền tấn công các mục tiêu quân sự tại Nga, bao gồm đánh chặn tên lửa không phận Nga và tấn công các sân bay nơi các máy bay chiến đấu của Nga cất cánh. Trước đó, tham mưu trưởng Quốc phòng Hà Lan Onno Achensim đã cho biết phía Hà Lan không áp đặt lệnh cấm sử dụng và không hạn chế tầm hoạt động của các máy bay chiến đấu F-16 trên không phận Nga. Hà Lan đóng vai trò chính trong liên minh cung cấp máy bay F-16 cho Ukraine và huấn luyện phi công. Trong khuôn khổ sáng kiến này, phía Hà Lan dự định chuyển 24 máy bay cho Kiev và cung cấp thêm 18 chiếc khác cho Trung tâm huấn luyện châu Âu tại Romania. Trước đó, tờ The Times dẫn lời một nguồn tin giấu tên cho biết Ukraine đã nhận được 6 chiếc F-16 từ Hà Lan. Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh Ukraine đã bắt đầu sử dụng máy bay chiến đấu F-16 trong chiến đấu khi Nga tiến hành một cuộc không kích lớn vào cơ sở hạ tầng dân sự đầu tuần qua. Theo hãng tin AP, đầu tuần này, Nga đã triển khai một cuộc không kích lớn nhất từ trước đến nay vào các nhà máy điện của Ukraine. Nga đã phóng hàng chục tên lửa và thiết bị bay không người lái trên khắp Ukraine trong ngày 27 tháng 8. Tuy nhiên, một số tên lửa và UAV đã bị máy bay chiến đấu F-16 bắn hạ trước khi chúng đến được với mục tiêu. Trong phát ngôn đề cập đến việc Ukraine lần đầu tiên sử dụng máy bay F-16 để bắn hạ tên lửa, Tổng thống Ukraine Zelensky đã cảm ơn các đồng minh ủng hộ Kiev, nhưng cho biết nước này nhận vẫn còn quá ít máy bay F-16 và lực lượng phi công được đào tạo là chưa đủ. Hiện chiến đấu cơ F-16 là vũ khí tinh vi nhất mà liên minh do Mỹ dẫn đầu cung cấp cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Trước đó, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đã phản đối cung cấp loại máy bay này vì lo ngại các phương tiện này sẽ bị phía Nga coi là hành động leo thang. Tuy nhiên, đến năm ngoái, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã đồng ý cung cấp cho Ukraine máy bay F-16 sau lời kêu gọi của Tổng thống Zelensky. Những chiếc F-16 đầu tiên đã được chuyển cho Ukraine vào đầu tháng 8. Các phi công Ukraine cũng đã được đào tạo trong nhiều tháng tại Mỹ để học cách điều khiển. F-16 có khả năng bảo vệ không phận Ukraine khỏi các cuộc tấn công của Nga, bắn hạ thiết bị bay không người lái và tên lửa, cũng như hỗ trợ cho lực lượng trên bộ. Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh rằng việc cung cấp vũ khí mới, bao gồm cả máy bay F-16 cho Ukraine, sẽ không thay đổi tình hình trên tiền tuyến, mà sẽ kéo dài xung đột. Ông cũng chỉ ra rằng các máy bay chiến đấu này, nếu được giao cho quân đội Ukraine, cũng sẽ bị phá hủy như các thiết bị quân sự khác được phương Tây cung cấp. Bà Mariana Bezuklaya, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Ukraine, mới đây đã cáo buộc quân đội cố gắng giảm nhẹ thiệt hại từ việc mất máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ và nói rằng máy bay có thể đã bị hỏa lực của đồng minh bắn rơi. Kiev đã xác nhận việc mất một chiếc F-16 cùng với phi công của nó, nhưng vẫn chưa công bố nguyên nhân. Theo thông tin của tôi, chiếc F-16 do Alexei Munfis-Mes lái đã bị hệ thống tên lửa phòng không Patriot bắn trúng, do sự phối hợp kém giữa các đơn vị, bà Bezuklaya viết trên Telegram và lưu ý rằng tất cả các báo cáo chính thức cho đến nay đều khẳng định rằng anh ta chỉ đơn giản là mất kiểm soát. Bà nói thêm, chiến tranh là chiến tranh, những sự cố như vậy là có thể, nhưng một nền văn hóa dối trá dẫn đến một hệ thống quản lý các quyết định quân sự không được cải thiện dựa trên phân tích chính xác, được thu thập liên tục mà còn tồi tệ hơn và thậm chí sụp đổ như đã thấy ở hướng Pokrov. Bà đề cập đến sự tiến quân gần đây của Nga về phía thành phố Pokrov ở Donbass. Bà Bezuklaya là thành viên của Đảng Đầy tớ của Nhân dân, của Tổng thống Volodymyr Zelensky và là Phó Chủ tịch Ủy ban Phụ trách An ninh Quốc gia của Quốc hội. Bà đã nhiều lần chỉ trích các quan chức quân sự cấp cao Ukraine. Điều đó khiến bà có tên trên trang Mirror Forest, thường được gọi là danh sách tử thần. Sau phát biểu của bà, cựu phát ngôn viên lực lượng không quân thuộc lực lượng vũ trang Ukraine Yuri Inat đã kêu gọi cơ quan an ninh Ukraine và Cục Điều tra Nhà nước mở vụ án chống lại bà vì những phát ngôn nhạo báng chống lại quân đội và nhà nước. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, sự cố máy bay chiến đấu xảy ra khi các tiêm kích F-16 được triển khai cùng với các đơn vị của lực lượng tên lửa phòng không để chống trả một đợt tấn công phối hợp của Nga vào đầu tuần này. Vào một thời điểm nào đó, mất liên lạc với một trong các máy bay trước khi được xác nhận rằng nó đã rơi xuống. Bộ Quốc phòng Ukraine đã thành lập một ủy ban đặc biệt để điều tra về sự cố. Trong khi đó, một nguồn tin từ không quân Ukraine nói với đài Voice of America rằng các nguyên nhân tiềm năng đang được xem xét bao gồm lỗi của phi công, sự cố kỹ thuật và hỏa lực đồng minh từ phòng không Ukraine. Một nguồn tin khác cho CNN biết rằng lực lượng quốc phòng Ukraine không tin rằng lỗi của phi công là nguyên nhân.
không quân Ukraine đã tuyên bố rằng phi công Alexei Mets với biệt danh Moonfish, một trong số ít những người đã được đào tạo ở phương Tây để lái F-16, đã bắn hạ 3 tên lửa hành trình và một UAV tấn công. Không quân cũng giữ im lặng về nguyên nhân của sự cố. Khi được hỏi liệu có cơ hội nào chiếc F-16 này bị bắn hạ bởi hỏa lực đồng minh từ một trong các tên lửa Patriot của Ukraine sở hữu hay không, Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabri Singh đã trả lời, điều đó thực sự là vấn đề cần được Ukraine giải quyết. Bà Singh nói thêm, Mỹ chưa được yêu cầu tham gia vào bất kỳ cuộc điều tra nào về sự cố này. Vì vậy, về việc liệu phi công này có bị chết do hỏa lực của chính đồng minh hay không, tôi không thể bình luận về điều đó. Không quân Mỹ đã lập trình lại hệ thống tác chiến điện tử EVK trên máy bay chiến đấu F-16 chuyển giao cho Ukraine, tăng cường khả năng bảo vệ tiêm kích này trước các mối đe dọa hiện có và cả trong tương lai từ Nga. Tiêm kích F-16 đã chính thức thực chiến ở Ukraine khi chúng được huy động để đánh chặn tên lửa của Nga trong cuộc tập kích hôm 26 tháng 8. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết trong cuộc họp báo ngày 27 tháng 8, chúng tôi đã đẩy lùi một số tên lửa và máy bay không người lái tiêm kích F-16 trong cuộc tấn công lớn này. Chúng tôi biết ơn các đối tác đã cung cấp F-16. Tất nhiên, điều này là không đủ. Ukraine chỉ có một số ít máy bay và chúng tôi phải đào tạo thêm các phi công. Ukraine nhận lô máy bay F-16 từ các đối tác NATO hồi đầu tháng 8. Những chiếc máy bay này có tháp chuyên dụng, cho thấy chúng được trang bị một số biện pháp tác chiến điện tử để tự vệ. Tuy nhiên, đó không phải là toàn bộ câu chuyện. Hệ thống tác chiến điện tử của F-16 ở Ukraine có gì đặc biệt? Không quân Mỹ đã tăng cường khả năng tác chiến điện tử những chiếc máy bay F-16 chuyển giao cho Ukraine. Phi đội tác chiến điện tử EVKS số 68 của Không quân Mỹ là đơn vị phụ trách nhiệm vụ này, phối hợp cùng các đối tác Đan Mạch và Na Uy, những nước trực tiếp cung cấp F-16 cho Kiev. Phi đội tác chiến điện tử 68 nhấn mạnh tầm quan trọng của tác chiến điện tử trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine và nói rằng cả lực lượng vũ trang của Nga và Ukraine đều phụ thuộc rất nhiều vào quyền truy cập, không bị hạn chế vào phổ điện tử để đạt được mục tiêu của họ và liên tục sử dụng các chiến thuật áp chế điện tử, chẳng hạn như giả mạo và gây nhiễu để giành được ưu thế. Phi đội 68 cho biết trong một tuyên bố, cùng với việc chuyển giao F-16 từ Đan Mạch, Na Uy và Hà Lan, khả năng tác chiến điện tử của những máy bay này cũng được điều chỉnh để phù hợp với điều kiện tác chiến ở Ukraine. Trong những năm tới, Ukraine dự kiến sẽ nhận được tổng cộng khoảng 90 máy bay F-16, AM, BM từ Đan Mạch, Hà Lan, Bỉ và Na Uy. Trong chiến trường có nhiều rủi ro với các hoạt động tác chiến điện tử, sự linh động và linh hoạt đóng vai trò rất quan trọng. Các bên thường sử dụng chiến thuật gây nhiễu để phá vỡ quyền truy cập của đối phương vào phổ điện tử, chặn các khả năng liên lạc và dẫn đường quan trọng. Hệ thống tác chiến điện tử của F-16 cần được lập trình lại để có thể sử dụng chống lại các mối đe dọa liên tục thay đổi từ Nga. Tuy nhiên, không quân Mỹ không tiết lộ hệ thống tác chiến điện tử của chúng được hiện đại hóa những gì. Nói về việc lập trình hệ thống tác chiến điện tử cho F-16 của Ukraine, cựu thống chế không quân Ấn Độ Anil Chopra nói rằng điều này có lợi cho cả Mỹ và Ukraine. Họ cần bảo vệ tần số của mình khỏi các mối đe dọa từ Nga. Nước cũng sử dụng các công cụ tình báo điện tử tiên tiến. Các công cụ này ghi lại mọi thứ. Mỹ đã lập trình lại hệ thống tác chiến điện tử của F-16, do đó sẽ không có quá nhiều thông tin bị rơi vào tay Nga. Ông Anil Chopra nói thêm. Lợi ích của Mỹ. Máy bay được gửi đến Ukraine là phiên bản cũ cần được nâng cấp. Washington hiểu rõ việc nâng cấp thành phần tác chiến điện tử sẽ có lợi hơn là nâng cấp radar. Mỹ không cung cấp vũ khí tầm xa cho máy bay F-16 của Ukraine. Họ biết rằng những máy bay này chỉ đóng vai trò phòng thủ. Vì vậy, điều quan trọng là tăng cường khả năng tác chiến điện tử. Ông Chopra giải thích rằng, thư viện mối đe dọa của những chiếc F-16 cũ này sẽ được cập nhật thông tin về các hệ thống quân sự mới nhất của Nga triển khai cách tiền tuyến khoảng 300 km. Ukraine sẽ cung cấp cho Mỹ dữ liệu mà họ thu được từ cuộc xung đột thực tế để giúp tăng cường và mở rộng khả năng tác chiến điện tử mà cả hai quốc gia, cũng như các nước bằng hữu và đối tác khác đều có quyền truy cập. Theo yêu cầu của Không quân Mỹ, các chuyên gia của phi đội tác chiến điện tử 68 phải tối ưu hóa hệ thống tác chiến điện tử trên F-16 bằng các thông tin từ Đan Mạch và Na Uy. Phi đội 68 gặp phải hai thách thức. Thứ nhất, hệ thống dành cho F-16 được chuyển giao cho Ukraine không có trong kho của Mỹ. Và thứ hai, thời hạn để tối ưu hóa các hệ thống tác chiến điện tử này rất gấp rút để đảm bảo lịch trình giao máy bay. Trước hết, họ phải tìm hiểu về hệ thống tác chiến điện tử vốn không quen thuộc với họ, sau đó sử dụng dữ liệu từ Đan Mạch và Na Uy để lập trình lại nó nhằm chống lại các mối đe dọa của Nga. Việc nâng cấp hệ thống tác chiến điện tử diễn ra trong bối cảnh một số quan chức và nhà phân tích lên tiếng lo ngại về F-16. Họ cho rằng máy bay này không thể là giải pháp nhanh chóng để tiến hành các hoạt động tấn công hoặc nhắm vào các máy bay phản lực của Nga.
Thay vào đó, F-16 sẽ sử dụng cho các vai trò phòng không, ngăn chặn các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa của Nga vào cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine. Việc lập trình lại hệ thống của hệ thống tác chiến điện tử sẽ nâng cao khả năng sống sót của những chiếc máy bay F-16 này trong tương lai. Lãnh đạo phi đội tác chiến điện tử 68 cho biết, một chiếc F-16 với hệ thống tác chiến điện tử được lập trình lại sẽ không thể đạt được sự thống trị trên không, nhưng nó có thể mang lại một số ưu thế để đạt được mục tiêu có tầm quan trọng và tác động chiến lược. Việc lập trình lại các hệ thống tác chiến điện tử của F-16 sẽ không khiến chúng trở nên bất khả chiến bại trước mọi mối đe dọa. Tuy nhiên, xét đến việc không quân Ukraine hoạt động trong môi trường phòng không dày đặc và tích cực nhất trên thế giới, điều này có thể mang lại lợi thế sống còn quan trọng. Nó cũng sẽ cung cấp thông tin đáng giá cho Mỹ và các đồng minh để xử lý các tình huống bất ngờ tiềm ẩn trong tương lai. Cựu sĩ quan quân đội Mỹ, Đại tá Lawrence Wilkerson cho rằng tình hình Ukraine trên bờ vực sụp đổ. Theo Đại tá Lawrence Wilkerson, bằng cách cử các lữ đoàn mới tấn công khu vực Kursk, Kiev chỉ làm trầm trọng thêm thất bại của mình. Đại tá Lawrence Wilkerson lưu ý rằng lực lượng vũ trang Ukraine hiện đang dành phần lớn, nếu không phải tất cả, lực lượng dự bị chiến lược cho hướng này. Cựu sĩ quan quân đội Mỹ, Đại tá Lawrence Wilkerson nói, "Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu họ thực sự đang củng cố thất bại chiến lược. Đây là một trong những sai lầm lớn nhất của Bộ Chỉ huy quân sự." Trước đó, sĩ quan tiểu đoàn Azov của Ukraine Roman Ponomarenko thừa nhận rằng tình hình quân đội Ukraine ở Donbass đã vượt tầm kiểm soát, cũng như các nhà phân tích khác. Ông Roman Ponomarenko cho rằng tình hình kỷ luật trong quân đội Ukraine rất kém, bây giờ tình hình đang trên bờ vực và việc buộc phải huy động bổ sung chỉ khiến mọi chuyện trở nên tệ hại hơn. Sĩ quan tiểu đoàn Azov của Ukraine Roman Ponomarenko nghi ngờ các tính toán của giới chỉ huy quân sự Ukraine. Đúng, các cuộc phản công và các khu vực khác của mặt trận có thể có kết quả. Tuy nhiên, chúng chỉ có ý nghĩa nếu mặt trận ở Donbass giữ vững được hy vọng rằng người Nga đã dồn mọi thứ vào cuộc tấn công này và kết quả là họ sẽ cạn kiệt. Tuy nhiên, chúng tôi đã nghe về điều này từ 2 năm nay, nhưng bằng cách nào đó, lượng dự trữ đó vẫn chưa cạn kiệt. Tương tự, giáo sư người Mỹ John Messimer cho rằng những thành công của Nga đã khiến Ukraine đứng trước lựa chọn khó khăn và phương Tây đã nhận ra kết cục cho hai bên. Theo ông John Messimer, phương Tây nhận ra rằng, trong mọi trường hợp, Ukraine sẽ không thể ra khỏi cuộc xung đột với tư cách là người chiến thắng và họ không có gì phản đối rằng Nga thành công liên tục trên chiến trường. Giáo sư người Mỹ John Messimer nói, "Chúng tôi hiểu rất rõ rằng Ukraine không thể thắng, nhưng người Nga sẽ thắng." Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba đã khẳng định rằng trách nhiệm cho bất kỳ thất bại quân sự nào mà Kiev phải gánh chịu hoàn toàn thuộc về các nhà tài trợ phương Tây của Ukraine. Nhà ngoại giao Ukraine kêu gọi các quốc gia phương Tây cung cấp cho Ukraine nhiều tên lửa hơn và dỡ bỏ mọi hạn chế đối với các cuộc tấn công tầm xa bên trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Patrick Ryder đã nói rằng chính sách của chúng tôi không thay đổi, nghĩa là Kiev không được phép triển khai vũ khí do Mỹ cung cấp để tiến hành các cuộc tấn công sâu trên lãnh thổ Nga. Theo ông Kuleba, Kiev chỉ muốn có sự cho phép của phương Tây để tấn công các mục tiêu quân sự hợp pháp bên trong nước Nga. Ông Kuleba cũng kêu gọi tất cả các quốc gia đã cam kết cung cấp hệ thống Patriot cách đây nhiều tháng hãy thực hiện ngay. Ông Kuleba chỉ ra rằng sự chậm trễ đang gây tốn kém cho Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng mọi cuộc thảo luận của phương Tây về các hạn chế đối với Kiev và mong muốn tránh gia tăng căng thẳng quá mức của Ukraine chỉ là một thủ đoạn. Nhà ngoại giao Nga cho biết phương Tây không muốn tránh gia tăng căng thẳng, nói thẳng ra là phương Tây đang tự chuốc lấy rắc rối. Ông Lavrov cũng cảnh báo Mỹ, Anh và các nước ủng hộ Kiev khác không nên cho phép tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nhấn mạnh rằng quyết định như vậy chẳng khác nào đùa với lửa. Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Nga hiện không xem xét việc trao đổi lãnh thổ sau cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk. Ông Sergei Lavrov lưu ý, càng trì hoãn đàm phán thì việc đạt thỏa thuận càng khó. Bình luận về cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk, Ngoại trưởng Nga Lavrov nói, rất khó để nói rõ mục tiêu và ý định của họ là gì, nhưng các nhà phân tích chính trị đang thảo luận về vấn đề này và thậm chí Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói rằng họ sẽ cần điều này cho các cuộc trao đổi trong tương lai. Song theo ông Lavrov, các cuộc tấn công vào Kursk bắt giữ tù nhân, chiếm giữ lãnh thổ Nga với ý định trên thật sự ngây thơ và đơn giản. Ông khẳng định, chúng tôi không thảo luận về lãnh thổ của mình với bất kỳ ai, chúng tôi không đàm phán về lãnh thổ của mình. Ông Lavrov trích dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin nói cách đây một năm rưỡi rằng Nga không phản đối các cuộc đàm phán, nhưng những ai phản đối cần nhận thức rằng việc trì hoãn càng lâu thì việc đạt được thỏa thuận càng khó. Ngoại trưởng Lavrov nhắc lại, tại Istanbul, chưa đầy một tháng sau khi bắt đầu hoạt động quân sự đặc biệt của chúng tôi, so với những gì chúng ta thấy hiện tại, việc đạt được thỏa thuận rất dễ dàng, họ không muốn điều đó. Ông Lavrov nhấn mạnh,
Về mọi vấn đề khác, Tổng thống đã nói vào ngày 14 tháng 6 rằng chúng tôi sẵn sàng giải quyết tình hình dựa trên thực tế trên thực địa, thực tế của Hiến pháp Nga. Trong đó rõ ràng nêu rằng hiện tại chúng tôi có 4 thành phần liên bang mới ngoài Crimea. Tất nhiên, với tất cả những điều này, cũng không thể có cuộc trò chuyện về việc Ukraine gia nhập NATO. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng cho biết Nga hiện tại không tìm kiếm bất kỳ cuộc đàm phán nào. Ông Lavrov nói, Tổng thống Nga đã nhiều lần nói rằng những người đưa ra tuyên bố ám chỉ Nga từ chối đàm phán trong khi Ukraine sẵn sàng cho các cuộc đàm phán. Ông đã nói điều này nhiều lần, ít nhất hãy nói với Zelensky, hãy bảo ông ta hủy bỏ lệnh cấm đàm phán của mình. Ngoại trưởng Nga cho biết thêm, hai bên lẽ ra đã dễ dàng đạt thỏa thuận ở Thổ Nhĩ Kỳ khi chiến dịch quân sự mới bắt đầu chưa đầy một tháng, nhưng Ukraine không muốn điều đó. Theo Ngoại trưởng Nga Lavrov, việc Ukraine gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO là vấn đề không thể đàm phán. Moscow coi việc Kiev tham gia vào liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu là mối đe dọa an ninh đối với Nga. Moscow cũng nêu rõ, Nga chỉ đàm phán khi Ukraine chấp nhận thực tế mới về lãnh thổ, nghĩa là công nhận bán đảo Crimea và 4 tỉnh gồm Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson đã sáp nhập Nga. Tuy nhiên, Ukraine đã bác bỏ yêu cầu này. Ukraine mở chiến dịch đột kích vào tỉnh biên giới Kursk của Nga hôm 6 tháng 8. Ước tính Kiev đã huy động hơn 10.000 quân cho chiến dịch được nhận định khá rủi ro này. Sau hơn 3 tuần, quân đội Ukraine tuyên bố đã kiểm soát khoảng 1.300 km2 lãnh thổ ở Kursk. Ngoài ra, Kiev cũng bắt giữ hàng trăm tù binh Nga. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi đưa quân vào Nga, Ukraine đã mất tổng cộng hơn 7.800 quân nhân, 65 xe tăng, 27 xe chiến đấu bộ binh, 53 xe bọc thép chở quân, 316 xe chiến đấu bọc thép. Nói về chiến dịch đột kích Kursk, giới chức Ukraine tuyên bố đây là một phần kế hoạch nhằm tạo vùng đệm trong lãnh thổ Nga để bảo vệ cho người dân các vùng biên giới Ukraine. Ngoài ra, chiến dịch này cũng nhằm buộc Nga phải rút bớt nguồn lực khỏi chiến trường Ukraine, từ đó giảm sức ép đối với lực lượng phòng thủ ở miền đông Ukraine. Về phần mình, Nga chỉ trích rằng cuộc đột kích của Ukraine là hành động khiêu khích nghiêm trọng và cảnh báo đáp trả thích đáng. Tổng thống Vladimir Putin và các quan chức trong chính quyền Nga cũng tuyên bố động thái của Kiev đã hủy hoại triển vọng đàm phán chấm dứt xung đột. Đòn tấn công từ máy bay không người lái UAV góc nhìn thứ nhất FPV của Nga khiến xe tăng Ukraine hoạt động ở Kursk nổ tung. Theo hãng tin RT, một đoạn video ngắn ghi lại cảnh vụ tấn công được Lữ đoàn Bộ binh Hải quân cận vệ số 810 của Nga công bố trên mạng xã hội hôm 27 tháng 8. Đây là lực lượng huy động để ngăn chặn cuộc xâm nhập của Ukraine vào vùng Kursk của Nga. Bộ Quốc phòng Nga hôm 28 tháng 8 cũng đã xác nhận đoạn video và cho biết cuộc tấn công diễn ra ở vùng Kursk. Chiếc xe tăng của Ukraine được một số hãng truyền thông xác định là T-72M1 đã bị đưa vào tầm ngắm của FPV Nga khi nó xuất hiện ở vùng đất trống gần làng Olkhovka, cách thị trấn biên giới xuất ra khoảng 30 km, nơi các lực lượng Kiev đang chiếm đóng. Trong video, xe tăng Ukraine vừa di chuyển vừa bắn đạn từ súng chính, rồi đứng yên trên con đường đất. Sau đó góc nhìn từ chiếc FPV cho thấy phương tiện này đang lảng vảng đến điểm yếu ở phía sau của tháp pháo xe tăng. Toàn cảnh của tấn công được một UAV khác ghi lại. Ngay khi FPV của Nga lao thẳng vào xe tăng Ukraine, cú va chạm đã gây ra một vụ nổ lớn, thổi bay tháp pháo khỏi thân chính đi vài mét. Chiếc xe sau đó bị nhấn chìm trong biển lửa và bị phá hủy do vụ nổ thứ cấp. Đoạn video không đề cập tới thông tin kíp lái có đang điều khiển chiếc xe tăng Ukraine vào thời điểm bị tấn công hay không. Các FPV có thể được sử dụng để phá hủy hoàn toàn những phương tiện đã bị vô hiệu hóa và bị bỏ rơi trên chiến trường, từ đó khiến đối phương không thể thu hồi và sửa chữa. Kiev đã điều động hàng nghìn binh sĩ tấn công vùng Kursk của Nga hôm 6 tháng 8. Ước tính thiệt hại của quân đội Ukraine trong chiến dịch này là hơn 6.600 binh sĩ, 73 xe tăng, hàng trăm phương tiện quân sự và hàng chục vũ khí hạng nặng. Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói rằng Ukraine và các nhà tài trợ của họ coi Donetsk và Lugansk như là một nguồn tài chính và đang cố chiếm, dù các vùng này hoàn toàn xa lạ với Ukraine về mặt văn hóa. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh, Ukraine đang chiến đấu quyết liệt giành Donbass vì tài nguyên thiên nhiên phong phú của khu vực này mà Kiev và các nhà tài trợ nước ngoài muốn khai thác. Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, những khu vực đã bỏ phiếu gia nhập Nga, cùng với các vùng Kherson và Zaporozhye vào mùa thu năm 2022 là hoàn toàn xa lạ với Ukraine về mặt văn hóa, ông Medvedev viết trên Telegram. Nguyên nhân khiến chính quyền Kiev nỗ lực giành lại các khu vực này một cách tuyệt vọng, theo ông giải thích, là vì lý do đơn giản, cần tiền. Ông Medvedev cáo buộc chính quyền Kiev đã dẫn đến nền kinh tế quốc gia rơi vào thảm họa, trong khi các nhà tài trợ của Kiev ở Mỹ và EU cũng đã tiêu tốn rất nhiều để hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột.
Ông Medvedev cho rằng phương Tây cần một sự đền đáp từ Ukraine, cho dù điều này không liên quan đến Tổng thống Zelensky về cá nhân. Theo Medvedev, lãnh đạo Ukraine có thể thay đổi nhưng món nợ sẽ còn lại và nó phải được trả với lãi suất. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga nhắc lại rằng, theo dữ liệu nguồn mở, tài nguyên thiên nhiên ở Donbass được ước tính có giá trị khoảng 7,3 nghìn tỷ đô la Mỹ. Khu vực Donbass giàu than đá, kim loại, nguyên tố hiếm và các loại vật liệu quý giá khác, bao gồm cả lithium. Ông Medvedev viết, để có được quyền tiếp cận các khoáng sản quý giá, phương Tây yêu cầu những người bảo trợ của họ tại Kiev phải tiếp tục chiến tranh đến người Ukraine cuối cùng. Ông Medvedev đề cập một tuyên bố của Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham rằng các chính trị gia phương Tây đang công khai bày tỏ kế hoạch của họ. Hồi tháng 6, ông Lindsey Graham, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa bang Nam Carolina, Mỹ, đã gọi Ukraine là một mỏ vàng vì dự trữ khoáng sản quan trọng phong phú của nó. Ông Graham nói Washington nên tiếp tục hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột với Moscow để đảm bảo rằng những tài sản đó có thể được sử dụng bởi Ukraine và phương Tây, không phải để cho ông Putin và Trung Quốc. Ông Medvedev viết, với việc quân đội Nga liên tục đạt được tiến bộ ở Donbass kể từ đầu năm và hiện đang đến gần đến thị trấn chiến lược Proprov, thực tế là cơ sở kinh tế của nhà nước Ukraine đã bị suy yếu. Ông Medvedev nói, cơ sở tài nguyên mà Kiev thu thập bất hợp pháp sau sự sụp đổ của Liên Xô vào năm 1991 đã trở về với quê hương của nó, đó là Nga. Về phần Ukraine, viện trợ phương Tây mà Ukraine nhận được sẽ sớm cạn kiệt và tất cả những gì chờ đợi quốc gia này là phân hủy nhanh chóng và sự tan rã sắp xảy ra. Trong khi đó, giáo sư người Mỹ John Mearsheimer cho rằng những thành công của Nga đã khiến Ukraine đứng trước lựa chọn khó khăn và phương Tây đã nhận ra kết cục cho hai bên. Ông John Mearsheimer chia sẻ quan điểm từ góc nhìn của nhà khoa học chính trị rằng người Ukraine có hai lựa chọn. Thứ nhất, họ thậm chí còn mất nhiều lãnh thổ hơn những gì đã mất và nhà nước của họ tiếp tục tan rã. Thứ hai, họ đàm phán và đạt được một giải pháp. Theo ông John Mearsheimer, phương Tây nhận ra rằng trong mọi trường hợp, Ukraine sẽ không thể ra khỏi cuộc xung đột với tư cách là người chiến thắng và họ không có gì phản đối rằng Nga thành công liên tục trên chiến trường. Giáo sư người Mỹ John Mearsheimer nói, chúng tôi hiểu rất rõ rằng Ukraine không thể thắng, nhưng người Nga sẽ thắng. Theo hãng tin Pravda của Nga, lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã phá hủy một hệ thống tác chiến điện tử Sapphire tại tỉnh Kursk của Nga. Vụ tấn công được Ukraine tiến hành bằng máy bay không người lái. Trước đó, các binh sĩ Ukraine đã phát hiện hệ thống tác chiến điện tử Sapphire khi tiến hành trinh sát các khu vực do Nga kiểm soát. Sapphire là hệ thống gây nhiễu máy bay không người lái, được thiết kế để bảo vệ các đơn vị kỹ thuật khỏi các cuộc tấn công trong quá trình xây dựng công sự. Khi phát hiện máy bay không người lái của đối phương, Sapphire sẽ tự động xác định mức độ nguy hiểm, gửi tín hiệu báo động và gây nhiễu hệ thống điện tử của vũ khí đang lao tới. Hệ thống gây nhiễu máy bay không người lái có khả năng phát hiện mục tiêu một cách đáng tin cậy ở khoảng cách lên tới 30 km và ngăn chặn chúng trong phạm vi 5 km. Sapphire cũng có khả năng gây nhiễu các trạm điều khiển máy bay không người lái trên mặt đất. Trong khi đó, truyền thông Ukraine cho biết các lực lượng quân đội Ukraine đã phá hủy cầu phao thứ tư của Nga bắc qua sông Sem ở tỉnh Kursk. Trước đó, quân đội Nga đã thiết lập các cầu phao tương tự ở làng Karis giữa làng Zvano và Gluskovo. Theo Radio Liberty, cầu phao ở Karis của Nga bị ngập một phần và không loại trừ khả năng bị tấn công. Ngoài ra, hai cầu phao cũ khác của Nga cũng bị Ukraine tấn công. Các chuyên gia quân sự nhận định, bằng cách tấn công các cây cầu bắc qua sông Sem, Ukraine đang cố gắng chia cắt lực lượng Nga khỏi Gluskovo. Đầu tháng 8, Ukraine đã mở cuộc tấn công vào tỉnh Kursk của Nga. Quân đội Nga nhanh chóng phản công, nhưng giao tranh trong khu vực đang tiếp diễn và quân đội Ukraine vẫn chiếm giữ một số khu định cư ở biên giới. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong vòng 3 tuần kể từ khi Ukraine bắt đầu chiến dịch tấn công vào tỉnh Kursk của Nga, Ukraine đã mất hơn 6.600 binh sĩ, 73 xe tăng, 34 xe chiến đấu bộ binh, 62 xe bọc thép chở quân, hơn 200 xe cơ giới khác. Lực lượng Nga cũng đã phá hủy 45 khẩu pháo và 13 hệ thống phóng loạt, bao gồm 4 bệ phóng HIMARS do Mỹ cung cấp. Theo Pravda, mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký ban hành lệnh trừng phạt với các thực thể có liên quan tới cơ sở hạ tầng phòng không của Nga. Ông Zelensky cho biết, tôi đã ký quyết định trừng phạt gần 150 pháp nhân và cá nhân liên quan hoạt động các cơ sở hạ tầng hàng không của Nga. Lệnh trừng phạt được đưa ra bởi Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine. Cũng theo Tổng thống Zelensky, ông đã ký một lệnh trừng phạt khác liên quan tới những người Ukraine ủng hộ Nga. Ông Zelensky nói thêm, những nhân vật này được coi là đồng lõa với Moscow. Trong khi đó, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Sinsky mới đây
đã thừa nhận về tình hình khó khăn tại tiền tuyến Donetsk. Ông Sinsky cho biết, tình hình vẫn đang rất phức tạp. Thành phố Pokrov vẫn là nơi ghi nhận nhiều cuộc giao tranh nhất trên khắp các mặt trận khi Nga mở 34 cuộc tập kích ở đây nhằm chiếm lợi thế ở Donetsk. Theo giới quan sát, Ukraine sẽ rơi vào thế khó nếu để mất quyền kiểm soát Pokrov, khi đó Nga sẽ có cơ hội để tiến sâu hơn nữa vào các khu vực chiến lược nhằm hướng tới mục tiêu kiểm soát toàn bộ vùng Donbass. Nguồn tin của Forbes tiết lộ rằng Ukraine đang khẩn trương triển khai lữ đoàn Karadag tới Pokrov để tăng cường phòng thủ. Lữ đoàn này có quy mô khoảng 2.000 người, là một trong những lực lượng tinh nhuệ nhất của Kiev. Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Nga hiện không xem xét việc trao đổi lãnh thổ sau cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk. Ông Sergei Lavrov lưu ý, càng trì hoãn đàm phán thì việc đạt thỏa thuận càng khó. Bình luận về cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk, Ngoại trưởng Nga Lavrov nói, rất khó để nói rõ mục tiêu và ý định của họ là gì, nhưng các nhà phân tích chính trị đang thảo luận về vấn đề này và thậm chí Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói rằng họ sẽ cần điều này cho các cuộc trao đổi trong tương lai. Song theo ông Lavrov, các cuộc tấn công vào Kursk bắt giữ tù nhân, chiếm giữ lãnh thổ Nga với ý định trên thật sự ngây thơ và đơn giản. Ông khẳng định, chúng tôi không thảo luận về lãnh thổ của mình với bất kỳ ai, chúng tôi không đàm phán về lãnh thổ của mình. Ông Lavrov trích dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin nói cách đây một năm rưỡi rằng Nga không phản đối các cuộc đàm phán, nhưng những ai phản đối cần nhận thức rằng việc trì hoãn càng lâu thì việc đạt được thỏa thuận càng khó. Ngoại trưởng Lavrov nhắc lại, tại Istanbul, chưa đầy một tháng sau khi bắt đầu hoạt động quân sự đặc biệt của chúng tôi, so với những gì chúng ta thấy hiện tại, việc đạt được thỏa thuận rất dễ dàng, họ không muốn điều đó. Ông Lavrov nhấn mạnh, về mọi vấn đề khác, Tổng thống đã nói vào ngày 14 tháng 6 rằng chúng tôi sẵn sàng giải quyết tình hình dựa trên thực tế trên thực địa, thực tế của Hiến pháp Nga. Trong đó rõ ràng nêu rằng hiện tại chúng tôi có 4 thành phần liên bang mới ngoài Crimea. Tất nhiên, với tất cả những điều này, cũng không thể có cuộc trò chuyện về việc Ukraine gia nhập NATO. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng cho biết Nga hiện tại không tìm kiếm bất kỳ cuộc đàm phán nào. Ông Lavrov nói, Tổng thống Nga đã nhiều lần nói rằng những người đưa ra tuyên bố ám chỉ Nga từ chối đàm phán, trong khi Ukraine sẵn sàng cho các cuộc đàm phán. Ông đã nói điều này nhiều lần, ít nhất hãy nói với Zelensky, hãy bảo ông ta hủy bỏ lệnh cấm đàm phán của mình. Ngoại trưởng Nga cho biết thêm, hai bên lẽ ra đã dễ dàng đạt thỏa thuận ở Thổ Nhĩ Kỳ khi chiến dịch quân sự mới bắt đầu chưa đầy một tháng, nhưng Ukraine không muốn điều đó. Theo Ngoại trưởng Nga Lavrov, việc Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO là vấn đề không thể đàm phán. Moscow coi việc Kiev tham gia vào liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu là mối đe dọa an ninh đối với Nga. Moscow cũng nêu rõ, Nga chỉ đàm phán khi Ukraine chấp nhận thực tế mới về lãnh thổ, nghĩa là công nhận bán đảo Crimea và 4 tỉnh gồm Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson đã sáp nhập Nga. Tuy nhiên, Ukraine đã bác bỏ yêu cầu này. Ukraine mở chiến dịch đột kích vào tỉnh biên giới Kursk của Nga hôm 6 tháng 8. Ước tính Kiev đã huy động hơn 10.000 quân cho chiến dịch được nhận định khá rủi ro này. Sau hơn 3 tuần, quân đội Ukraine tuyên bố đã kiểm soát khoảng 1.300 km2 lãnh thổ ở Kursk. Ngoài ra, Kiev cũng bắt giữ hàng trăm tù binh Nga. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi đưa quân vào Nga, Ukraine đã mất tổng cộng hơn 7.800 quân nhân, 65 xe tăng, 27 xe chiến đấu bộ binh, 53 xe bọc thép chở quân, 316 xe chiến đấu bọc thép. Nói về chiến dịch đột kích Kursk, giới chức Ukraine tuyên bố đây là một phần kế hoạch nhằm tạo vùng đệm trong lãnh thổ Nga để bảo vệ cho người dân các vùng biên giới Ukraine. Ngoài ra, chiến dịch này cũng nhằm buộc Nga phải rút bớt nguồn lực khỏi chiến trường Ukraine, từ đó giảm sức ép đối với lực lượng phòng thủ ở miền đông Ukraine. Về phần mình, Nga chỉ trích rằng cuộc đột kích của Ukraine là hành động khiêu khích nghiêm trọng và cảnh báo đáp trả thích đáng. Tổng thống Vladimir Putin và các quan chức trong chính quyền Nga cũng tuyên bố động thái của Kiev đã hủy hoại triển vọng đàm phán chấm dứt xung đột. Theo RT, người phát ngôn của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC tại The Hague cho biết, Mông Cổ phải bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin vì nước này là thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế. Ông Putin dự kiến sẽ đến thăm quốc gia láng giềng của nước Nga vào ngày 2 tháng 9 để kỷ niệm 85 năm một trận chiến lớn trong Thế chiến thứ hai. Về mặt lý thuyết, điều này sẽ khiến ông Putin có nguy cơ bị bắt theo lệnh tội ác chiến tranh của ICC vì Ulaanbaatar công nhận thẩm quyền của tòa án. Tất cả các quốc gia đã ký quy chế Rome đều có nghĩa vụ hợp tác theo chương 9. Người phát ngôn của Tòa án Hình sự Quốc tế Fadi N. Abdallah đã nói với BBC vào hôm thứ Sáu. Quy chế Rome là một hiệp ước quốc tế thành lập tòa án và Mông Cổ đã phê chuẩn vào năm 2002. Người phát ngôn của ICC cho biết,
Trong trường hợp không hợp tác, các thẩm phán ICC có thể đưa ra phán quyết về vấn đề đó và thông báo cho Hội đồng các quốc gia thành viên. Sau đó, Hội đồng sẽ thực hiện bất kỳ biện pháp nào mà họ cho là phù hợp. Quy chế Rome quy định các trường hợp miễn trừ khi việc bắt giữ ai đó sẽ vi phạm nghĩa vụ theo hiệp ước với quốc gia khác hoặc vi phạm quyền miễn trừ ngoại giao của một cá nhân hoặc tài sản của quốc gia thứ ba. Theo chính phủ Kiev, Ukraine đã đệ đơn chính thức yêu cầu Mông Cổ bắt giữ Tổng thống Putin. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời các phóng viên vào đầu ngày 30 tháng 8 rằng Moscow không lo ngại về lệnh của Tòa án Hình sự Quốc tế và lưu ý rằng mọi vấn đề có thể liên quan đến chuyến thăm của ông Putin đều đã được giải quyết trước. Tòa án Hình sự Quốc tế đã ban hành lệnh bắt giữ ông Putin vào tháng 3 năm 2023, cáo buộc Tổng thống Nga trục xuất bất hợp pháp người dân và chuyển giao bất hợp pháp người dân, trẻ em từ các khu vực bị chiếm đóng của Ukraine sang Liên bang Nga. Moscow đã bác bỏ những tuyên bố này là vô lý. Lưu ý rằng, việc sơ tán dân thường khỏi các khu vực chiến sự không phải là tội ác. Hơn nữa, cả Nga và Ukraine đều không tham gia quy chế Rome, nghĩa là ICC không có thẩm quyền trong vấn đề này. Ông Putin dự kiến sẽ tham dự một buổi lễ kỷ niệm trận Khankin Gol năm 1939. Chiến thắng quyết định của Hồng quân và đồng minh Mông Cổ trước quân đội đế quốc Nhật Bản đã bảo vệ được sườn phía đông của Liên Xô cho đến năm 1945. Một tiêm kích của Belarus được cho đã lần đầu tiên đuổi theo và tấn công chiếc máy bay không người lái UAV của Nga bay vào không phận nước này. Theo tờ Kiev Independent, đây là thông tin được nhóm giám sát quân sự độc lập Belarus Kihajun công bố vào ngày 29 tháng 8. Chiếc UAV Shahed của Nga được cho là đã bay vào không phận Belarus khi đang triển khai tấn công vào Ukraine trong rạng sáng ngày 29 tháng 8. Mặc dù các UAV Nga được báo cáo đã nhiều lần bay về phía Belarus trong các cuộc không kích vào Ukraine, nhưng đây là trường hợp đầu tiên máy bay của không quân Belarus cố gắng bắn hạ UAV Nga. Theo nhóm Belarusian Hazun, UAV Shahed đã bay vào quận Rel thuộc vùng Homel vào khoảng 3 giờ 30 phút theo giờ địa phương sau khi UAV đi vào không phận Belarus. Một tiêm kích đã truy đuổi UAV trong khoảng 20 phút. Nhóm giám sát cho biết thêm, ít nhất 2 vụ nổ đã được nghe thấy ở quận Rel vào khoảng 3 giờ 55 phút và có thể nhìn thấy ánh sáng rực trên bầu trời. Belarusian Hazun chia sẻ, đây có lẽ là trường hợp đầu tiên được ghi nhận khi một chiến đấu cơ của không quân Belarus cố gắng tiêu diệt một mục tiêu quân sự thực sự trên bầu trời. Tuy nhiên, nhóm này không nói rõ số phận cuối cùng của chiếc UAV Nga hay liệu mảnh vỡ của UAV có được tìm thấy hay không. Hiện Bộ Quốc phòng Nga và Belarus chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên. Trong khi đó, tình hình căng thẳng giữa Belarus và Ukraine đang gia tăng do quân đội Belarus đã điều động một lực lượng đáng kể đến biên giới với mục đích được cho là tập trận. Dù là đồng minh thân thiết của Moscow, nhưng các lực lượng vũ trang Belarus không tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã nói với TASS rằng Nga sẽ thay đổi học thuyết hạt nhân dựa trên phân tích các xung đột gần đây và hành động của phương Tây liên quan tới chiến sự Ukraine. Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết, công việc đang ở giai đoạn tiến triển cao và có một ý định rõ ràng để điều chỉnh học thuyết hạt nhân. Điều này là do xem xét và phân tích sự phát triển của các xung đột gần đây, bao gồm mọi thứ liên quan đến chính sách gia tăng của các đối thủ phương Tây trong cuộc chiến ở Ukraine. Ông giải thích rằng học thuyết hạt nhân sửa đổi đang được hoàn thiện nhưng còn quá sớm để nói về khung thời gian cụ thể cho việc hoàn thành. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói trước đó rằng học thuyết hạt nhân của Nga là một tài liệu sống, có thể được sửa đổi nếu cần thiết. Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh, Moscow cho rằng việc trao đổi hạt nhân sẽ không bao giờ xảy ra. Trước đó, ông Ryabkov đã lưu ý rằng các hành động của phương Tây dẫn tới vấn đề cập nhật học thuyết hạt nhân của Nga theo các yêu cầu hiện tại. Theo ông, Mỹ và các đồng minh của họ đang khiến tình hình chính trị đối ngoại trầm trọng hơn, và Moscow liên tục phân tích tài liệu răn đe hạt nhân của mình có phù hợp với những thách thức này hay không. Moscow cáo buộc phương Tây sử dụng Ukraine như một quân cờ để tiến hành chiến tranh chống lại Nga, với mục đích gây ra một loạt thất bại chiến lược cho Nga và phá vỡ đất nước này. Mỹ và các đồng minh của mình bác bỏ điều đó, cho rằng họ đang giúp Ukraine tự vệ trước cuộc chiến của Nga. Học thuyết hạt nhân hiện tại của Nga được cập nhật vào năm 2020. Theo đó, Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân của mình nếu đối phương sử dụng loại vũ khí hủy diệt hàng loạt này hoặc các loại vũ khí khác chống lại Nga hoặc các đồng minh của Nga. Hoặc trong trường hợp Nga bị tấn công bằng vũ khí thông thường nhưng đe dọa đến sự tồn tại của nhà nước. 4 ngày sau khi một máy bay chiến đấu F-16 mà Ukraine nhận được từ các đối tác phương Tây gặp nạn trong một cuộc ném bom của Nga và khiến phi công thiệt mạng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã sa thải chỉ huy lực lượng không quân Mykola Oletchuk. Lệnh sa thải tư lệnh không quân Mykola Oletchuk đã được công bố trên trang web của Tổng thống. Việc sa thải diễn ra cùng ngày, Trung tướng Oletchuk chỉ trích gay gắt một nhà lập pháp là Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Ukraine vì tuyên bố của bà rằng máy bay F-16 đã bị hệ thống phòng không Patriot bắn hạ.
Bên cạnh đó, theo thông báo của lực lượng vũ trang Ukraine AFU, đại tá hạng nhất Roman Hatsky đã được bổ nhiệm làm chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy các lực lượng hệ thống không người lái USAF của Ukraine đã nhận phản ứng dữ dội trên mạng xã hội, mặc dù lực lượng vũ trang Ukraine đã phủ nhận tất cả các cáo buộc liên quan. Đại biểu Quốc hội Ukraine Mariana Bezula đã tuyên bố rằng đại tá Latky không chỉ không có kinh nghiệm làm việc với UAV mà còn bị nghi ngờ về tội phản quốc, gián điệp và tham nhũng. Hơn nữa, vợ của ông Hatsky mang quốc tịch Nga và con gái ông đã đại diện cho Nga trong các cuộc thi. Bà Mariana Bezula cho biết thêm, chưa rõ làm thế nào ông ấy vượt qua quy trình kiểm tra của cơ quan an ninh Ukraine SSU và tiếp tục giữ các vị trí cao như vậy. Ông Hlatky là người gốc Krum, một thuyền trưởng hải quân với danh tiếng đáng nghi ngờ và không có nền tảng làm việc với Duran. Theo tôi hiểu, việc bổ nhiệm cá nhân này làm chỉ huy trưởng dường như là một quyết định có chủ ý của Tổng tư lệnh Oleksandr Syrsky. Ngay sau đó, nhóm phân tích quân sự Deep State được cho là có quan hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine cũng phản ứng với việc bổ nhiệm Hlatky. Nhóm phân tích quân sự Deep State cho biết trong một tuyên bố rằng Roman Hlatky bị nghi ngờ về tội phản quốc, gián điệp và tham nhũng. Vợ ông có quốc tịch Nga và con gái ông đã đại diện cho Moscow trong các cuộc thi thể thao. Liệu toàn bộ quân đội Ukraine không có ai xứng đáng với chức vụ chỉ huy trưởng USF và họ cần một người chưa bao giờ có liên quan gì đến Duran? Nhóm phân tích quân sự Deep State cũng đăng tải các bức ảnh về huy chương Nga được cho là đã được trao cho con gái Hlatky vì thành tích thể thao của cô. Các quân nhân Ukraine bắt đầu gửi thư đến Ukrainka Pravda về vấn đề này, bày tỏ sự phẫn nộ đối với việc bổ nhiệm và mô tả nó như là một trường hợp của các ân huệ qua lại. Trước đó vào năm 2018, Bộ Quốc phòng Ukraine đã thông báo về việc sa thải Roman Hlatky khỏi chức vụ chỉ huy trưởng và phó tư lệnh thứ nhất của Hải quân Ukraine, dẫn chứng việc thực hiện nhiệm vụ chính thức kém. Tờ báo Ukraine Dumska đã đưa tin vào tháng 4 năm 2018 rằng Hlatky đã bị đình chỉ trong thời gian điều tra nội bộ về các bất thường tài chính và kinh tế, cũng như vì vợ ông, Olena, có quốc tịch Nga. Hiện không có thông tin về việc sa thải Hlatky trên trang web của Bộ Quốc phòng, dấu hiệu duy nhất rằng thông báo trước đây tồn tại là tiêu đề trong liên kết. Tuy nhiên, thông tin này có sẵn trong kho lưu trữ web. Theo các nguồn từ Ukrainka Pravda, số đăng ký tòa án cho thấy Hlatky đã kiện cơ quan an ninh Ukraine vào năm 2020 sau khi quyền truy cập của ông Hlatky vào các bí mật nhà nước bị thu hồi. Sau làn sóng chỉ trích, lực lượng vũ trang Ukraine đã phát hành một tuyên bố trên Facebook. Đáng lưu ý là tuyên bố này được sao chép từ trang Facebook của Bộ Chỉ huy các lực lượng hệ thống không người lái USAF. Trang này đã được tạo ra chưa đầy 24 giờ trước đó. Tuyên bố này mô tả, đại tá hạng nhất Roman Hlatky là một sĩ quan với nhiều năm kinh nghiệm trong lực lượng vũ trang Ukraine, có đào tạo quân sự phù hợp và kinh nghiệm đáng kể ở các vị trí cấp cao trong lực lượng vũ trang Ukraine. Tuyên bố cũng cho biết, Hlatky đã được đào tạo chuyên môn tại Canada và khi khởi đầu của cuộc chiến Ukraine, ông đã thực hiện các nhiệm vụ trên nhiều mặt trận, bao gồm việc tổ chức phòng thủ chống đổ bộ dọc theo bờ biển ở Odessa. Lực lượng vũ trang Ukraine cũng nhấn mạnh rằng trong giai đoạn 2018-2019, Hlatky đã vượt qua tất cả các kiểm tra cần thiết của cơ quan an ninh Ukraine và có giấy phép bảo mật để xử lý thông tin với mức độ bảo mật cao nhất. Tuyên bố đã thu hút nhiều bình luận phẫn nộ trên mạng xã hội, với người dùng mô tả việc bổ nhiệm và tuyên bố của lực lượng vũ trang Ukraine là phản quốc, nhục nhã và sự thân quen. Từ ngày 7 tháng 5, chính phủ Ukraine đã ủng hộ một sắc lệnh tổng thống do Bộ Quốc phòng và Tổng tham mưu soạn thảo về thành lập một nhánh riêng của lực lượng vũ trang, lực lượng hệ thống không người lái. Vào ngày 10 tháng 6, Tổng tham mưu đã thông báo rằng Vadim Sukharevsky, phó tư lệnh trưởng lực lượng vũ trang Ukraine, đã được bổ nhiệm làm tư lệnh của Bộ Chỉ huy các lực lượng hệ thống không người lái của Ukraine. Theo Không quân Ukraine, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Kiev, Sumy và Kharkiv bằng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, tên lửa phòng không và máy bay không người lái UAV. Tổng cộng, quân đội Ukraine đã phát hiện và theo dõi 58 mục tiêu trên không, bao gồm 35 tên lửa các loại và 23 UAV. Tuy nhiên, phòng không Ukraine chỉ có thể bắn hạ 22 tên lửa, 9 tên lửa đạn đạo, 13 tên lửa hành trình và 20 UAV. Sau vụ tấn công, một tòa nhà của Trung tâm Văn hóa Hồi giáo ở Kiev và một nhà thờ Hồi giáo trong khuôn viên trung tâm đã bị hư hại đáng kể. Một số đám cháy đã bùng phát ở Kiev và một người bị thương. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công lớn vào một số mục tiêu trên khắp Ukraine, bao gồm các cơ sở năng lượng và công nghiệp quốc phòng.
Trên kênh Telegram của mình, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng các cơ sở đã bị phá hủy bằng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao, cũng như máy bay không người lái Kamikaze. Các tòa nhà bị nhắm mục tiêu đang được sử dụng để sản xuất và sửa chữa máy bay và vũ khí tên lửa. Bộ Quốc phòng Nga đưa tin, quân đội Nga cũng nhắm vào các địa điểm lắp ráp và lưu trữ UAV, cũng như các điểm triển khai tạm thời của các quân đội theo chủ nghĩa dân tộc và lính đánh thuê nước ngoài. Đồng thời, Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ rằng tất cả các cơ sở được chỉ định đều đã bị tấn công. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố rằng lực lượng Nga đã sử dụng không quân chiến thuật, máy bay không người lái, tên lửa và pháo binh tấn công vào nhiều khu vực tập trung binh lính và thiết bị quân sự tại 143 quận của Ukraine. Đợt pháo kích của Nga và Ukraine diễn ra sau khi có báo cáo rằng Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn vào lãnh thổ Nga vào cuối tuần qua. Bộ Quốc phòng Nga báo cáo vào ngày 1 tháng 9 rằng tổng cộng 158 UAV của Ukraine đã bị bắn hạ hoặc bị chặn bởi giao tranh điện tử trên hơn một chục khu vực của Nga, bao gồm cả gần Moscow. Vào cuối tháng trước, Moscow cũng báo cáo đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công tầm xa vào các cơ sở năng lượng của Ukraine, được cho là hỗ trợ cho các ngành công nghiệp quân sự của Kiev. Cuộc tấn công đã gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng trên khắp đất nước và được Kiev mô tả là một trong những cuộc tấn công lớn nhất vào cơ sở hạ tầng năng lượng của mình kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột. Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal tuyên bố rằng đợt tấn công đã ảnh hưởng đến tổng cộng 15 khu vực, trong khi Bộ trưởng Năng lượng German Galushchenko mô tả tình hình năng lượng ở nước này sau vụ tấn công là khó khăn. Trang Kiev Independent ngày 1 tháng 9 cho biết, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky mới đây đã thừa nhận về tình hình khó khăn tại tiền tuyến Donetsk. Ông Syrsky cho biết, tình hình vẫn đang rất phức tạp. Thành phố Poprov vẫn là nơi ghi nhận nhiều cuộc giao tranh nhất trên khắp mặt trận khi Nga mở 34 cuộc tập kích ở đây nhằm chiếm lợi thế ở Donetsk. Theo giới quan sát, Ukraine sẽ rơi vào thế khó nếu để mất quyền kiểm soát Poprov, khi đó Nga sẽ có cơ hội để tiến sâu hơn nữa vào các khu vực chiến lược nhằm hướng tới mục tiêu kiểm soát toàn bộ vùng Donbass. Trong bối cảnh cấp bách để củng cố phòng thủ Ukraine quanh Poprov, trung tâm logistics quan trọng ở miền đông Ukraine, lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine đã điều động đến đây một trong số ít lữ đoàn tấn công, lữ đoàn Karadag. Việc di chuyển của lữ đoàn khoảng 2.000 người này từ vị trí thông thường ở miền nam Ukraine đến một chiến trường chưa quen thuộc ở miền đông nhấn mạnh tính cấp bách của các vấn đề của Ukraine giữa hai thành phố Adiivka và Poprov, cách đó gần 40 km về phía tây. Sau một cuộc bao vây kéo dài 5 tháng, các lực lượng Nga đã đánh bại quân đội Ukraine thiếu đạn dược tại Adiivka vào giữa tháng 2 và đã tiến dần về phía Poprov. Nhóm phân tích Ukraine Frontalizers Insight giải thích rằng sức sống của Logistics Ukraine tại tỉnh Donetsk đang bị đe dọa. Poprov đã trở thành một trung tâm phân phối và giao hàng quan trọng giúp cung cấp cho các lực lượng Ukraine trên một mặt trận rộng lớn. Khi cuộc tiến công của Nga gia tăng vào tháng 8, Bộ Tổng tham mưu ở Kiev cuối cùng đã hành động. Họ đã gửi một số tăng viện đến trục Poprov để gia nhập vào nửa tá lữ đoàn cơ giới, không vận và vệ binh quốc gia đã có mặt trong khu vực. Lữ đoàn Karadag là một trong những lực lượng mới được điều động, được thành lập vào năm 2014, đã được tổ chức lại nhiều lần, đã trải qua trận chiến khốc liệt vào năm 2022 và sau đó được tăng cường vũ khí hạng nặng, bao gồm cả xe tăng T-64. Lữ đoàn Karadag đại diện cho các lữ đoàn tấn công của vệ binh quốc gia. Lữ đoàn này thông thường là lực lượng cảnh sát bán quân sự, song những yêu cầu của cuộc giao tranh đã buộc họ phải chiến đấu như một lữ đoàn quân đội. Tuy nhiên, việc điều động lữ đoàn Karadag không ngăn chặn được sự tiến công của Nga và một số quan sát viên Nga đang tự hỏi phần còn lại của lực lượng dự bị Ukraine đang ở đâu. Chắc chắn nhiều binh sĩ Ukraine chưa có mặt ở một chiến hào nào đó đã tham gia vào cuộc xâm nhập bất ngờ của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga. Tuy nhiên, vẫn nên có một số lữ đoàn chưa được điều động nào đó ở đâu đó trong Ukraine ngay bây giờ, trong tổng số khoảng 100 lữ đoàn chiến đấu trên mặt đất. Nhà quan sát Nga Evgeny Noren viết, chúng tôi biết rằng lực lượng vũ trang Ukraine vẫn còn một số đơn vị dự bị còn tương đối nguyên vẹn và trang bị tốt, khoảng 5 lữ đoàn. Tại sao Ukraine không vội vàng điều những lực lượng đó đến Poprov để cứu các tuyến cung cấp quan trọng của thành phố? Nhà quan sát Nga Evgeny Noren viết, điều đó có thể có hai ý nghĩa. Họ có kế hoạch điều động đến nơi khác và họ nhắm đến việc đạt được một tác động quyết định nào đó trước khi mặt trận ở Donbass hoàn toàn sụp đổ. Hiện Nga đang siết chặt vòng vây đối với Poprov, một trung tâm hậu cần trọng yếu của quân đội Ukraine ở mặt trận miền đông, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tiếp tế cho binh sĩ Ukraine chiến đấu lại lực lượng Nga. Giới chuyên gia nhận định, thành phố này là cứ điểm cuối cùng của Ukraine trong cuộc đối đầu với cuộc tiến công của Nga ở miền đông.
Nhà phân tích George Peres đến từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ cho biết, thành phố Poprov nằm ở giao lộ của một tuyến quốc lộ trọng yếu như những mạch máu đảm bảo đạn dược, lương thực, thuốc men và những hàng hóa quan trọng khác cho lực lượng tiền tuyến. Poprov đồng thời cũng là cứ điểm đô thị phòng ngự tốt cuối cùng của Ukraine để bảo vệ khu vực Tây Nam Donetsk. Ông Peres nói thêm rằng, nếu không có hậu cần tốt, sẽ vô cùng khó khăn để có một lực lượng chiến đấu hiệu quả. Binh lính có thể phát huy hết năng lực tác chiến khi họ được trang bị đầy đủ, được cung cấp đầy đủ và họ thực sự có vật chất mà họ cần để có thể chiến đấu. Trong khi đó, ông John Hardy, phó giám đốc chương trình Nga tại Quỹ phòng vệ dân chủ ở Washington, Mỹ, cảnh báo nếu Nga đột phá thành công thì việc nghiền nát cứ điểm này sẽ trở thành một trong những thắng lợi lớn nhất mà họ giành được trong nhiều tháng qua, trong bối cảnh xung đột Ukraine khá giằng co suốt 2 năm rưỡi qua. Truyền thông Nga mới đây đưa tin, quân đội nước này trong quá trình chống chiến dịch xâm nhập vào tỉnh Kursk đã thu giữ quân kỳ của một lữ đoàn tấn công đường không của Ukraine. Hãng thông tấn TASS dẫn lời sĩ quan có mật danh Cadet của Trung đoàn Súng trường Cơ giới số 9, trực thuộc quân đoàn 11 Nga nói rằng quân kỳ của họ bị thu giữ lần này là của lữ đoàn tấn công đường không số 82, đang tham gia vào chiến dịch thâm nhập biên giới tỉnh Kursk. Cadet cho biết, vào ngày mùng 8 hoặc mùng 9 tháng 8, một đại đội trưởng đã chuyển cho tôi lá cờ của lữ đoàn tấn công đường không số 82 của Ukraine. Trong quá trình đơn vị của người này tiến hành dọn dẹp một khu định cư ở tỉnh Kursk, nơi Ukraine đã đổ quân vào đó. TASS sau đó đã công bố đoạn video về một nhóm binh sĩ Nga đứng trong rừng cây, đồng thời giơ quân kỳ lữ đoàn tấn công đường không số 82 Ukraine. Quân đội Ukraine và các trang thông tấn độc lập hiện chưa thể xác minh đoạn video trên. Lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO trong cuộc họp vào ngày 28 tháng 8 đã nói rằng các thành viên trong khối quân sự này tái khẳng định cam kết của họ trong việc tăng cường sức mạnh phòng thủ cho Ukraine. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói trong cuộc họp, Ukraine hàng ngày tiếp tục thực hiện việc đánh chặn tên lửa Nga và cứu được vô số mạng sống dân thường, nhưng để Ukraine có thể duy trì khả năng phòng thủ như vậy thì họ cần nhận thêm sự hỗ trợ. Khối NATO hôm nay tái khẳng định việc tăng cường hỗ trợ quân sự dành cho Ukraine. Chúng ta phải tiếp tục cung cấp cho Kiev trang thiết bị và đạn dược cần thiết để họ có thể kháng cự lại các cuộc tấn công từ Nga. Cũng theo ông Stoltenberg, việc cung cấp vũ khí hết sức quan trọng đối với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Quân đội Nga đang tiến nhanh về trung tâm hậu cần trọng yếu Pokrov ở miền đông Ukraine. Cuộc đột kích Kursk dường như cản trở nỗ lực phòng thủ chính của Ukraine tại đây. Nếu Pokrov thất thủ, Kiev có nguy cơ mất toàn tỉnh Donetsk, đồng thời gặp khó khăn lớn trong chiến dịch tiến công Kursk. Tình hình gấp gáp tại thị trấn Pokrov. Trước khi nổ ra xung đột vũ trang Ukraine, thị trấn Pokrov có dân số lên tới 60.000 người. Hiện nay, thị trấn đã trở nên vắng vẻ sau nhiều đợt di tản. Tổng thống Ukraine ông Zelensky trong một phát biểu qua video gần đây nói rằng tình hình ở Pokrov là cực kỳ khó khăn. Nơi đây, phía Nga đang tập trung một lực lượng lớn. Vào ngày 30 tháng 8, Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo có 50 vụ tấn công do Nga thực hiện gần Pokrov trong ngày. Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ xác nhận, quân đội Nga tiếp tục có những bước tiến đáng kể ở cấp chiến thuật tại khu vực đông nam của Pokrov. Pokrov là trung tâm hậu cần trọng yếu của Ukraine, nằm tại giao lộ các trục đường sắt quan trọng nhất của đất nước này. Cư dân vùng tiền tuyến Ukraine gọi thị trấn này là đường sinh mệnh. Pokrov tạo nên xương sống của tuyến tiếp tế cho phòng tuyến Ukraine từ Vuleda tới bắc tỉnh Donetsk. Theo Đại tá Markus Reiner, sĩ quan lục quân áo, kiêm sử gia quân sự và là trưởng ban nghiên cứu tại Học viện quân sự Theresien ở thủ đô Viên. Theo Đại tá Markus Reiner, quân đội Nga tiến nhanh được ở khu vực này là nhờ sự thất thủ của thị trấn Adiivska thuộc vùng Donbass nằm cách Pokrov khoảng 25 km về phía đông. Nga chiếm được Adiivska vào tháng 2 năm 2024. Ban đầu, Ukraine xác định Adiivska là thị trấn pháo đài với nhiệm vụ bảo vệ các thành phố, thị xã, thị trấn, các tuyến đường bộ và đường sắt ở miền đông Ukraine. Từ tháng 2 vừa qua, Pokrov đã thay thế Adiivska để đảm nhận vai trò này. Thế nhưng, quân đội Nga đã đột phá qua hai phòng tuyến của Ukraine và đang thiết chặt vòng vây quanh thành trì kiên cố cuối cùng này của Ukraine. Tình hình quân sự quanh Pokrov lúc này rất phức tạp. Thực tế, quân đội Nga không nhất thiết phải kiểm soát được bản thân thị trấn này mới gây được tổn hại cho trung tâm hậu cần của Ukraine tại đây. Chỉ cần quân đội Nga tới được ngoại vi thị trấn đó, họ sẽ dễ dàng đưa được các tuyến tiếp tế huyết mạch của Ukraine tại đây vào tầm bắn của pháo binh Nga. Gustav Gressel, chuyên gia quân sự tại Berlin của Hội đồng Đối ngoại châu Âu, nói với đài truyền hình quốc tế của Đức DW rằng lực lượng Nga có thể san phẳng trung tâm hậu cần Pokrov. Ông này cũng bổ sung rằng
kịch bản tệ nhất ngoài việc chiếm Bobrod là Nga đánh chiếm toàn bộ tỉnh Donetsk. Tuy nhiên, quân đội Ukraine vẫn có thể chặn các hành lang trên bộ của họ nếu Nga tiến tới được phòng tuyến Bobrod, theo Mykhailo Samut, giám đốc trung tâm lục quân, chuyển đổi và giải pháp ở Kiev. Chiến dịch Kursk đang gây khó cho Ukraine như thế nào? Nhiều lữ đoàn với năng lực tăng cường phòng thủ những nơi khó khăn của Ukraine hiện đang bị kẹt trong chiến dịch của Ukraine tấn công Kursk. Theo Kiev, Ukraine đã kiểm soát được 1.300 km2 lãnh thổ Nga và hơn 100 ngôi làng ở vùng Kursk. Trong một buổi họp báo mới đây, Tổng thống Zelensky nói rằng chiến dịch Kursk là một phần trong kế hoạch rộng lớn hơn nhằm đem lại chiến thắng cho Ukraine. Chuyên gia người Áo Reiner nhận định, nếu một trong các mục tiêu của Ukraine là ép Nga điều lực lượng lớn từ miền đông Ukraine về Kursk, thì mục tiêu này đã không đạt được. Ông Reiner bổ sung, thật không may, cuộc tấn công Kursk không có tác động trực tiếp lớn nào vào hoạt động quân sự của Nga ở vùng Donbass. Điện Kremlin mới chỉ đưa một số lượng nhỏ binh sĩ có kinh nghiệm từng triển khai ở vùng Donbass sang tỉnh Kursk. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sinsky cho biết, có khoảng 30.000 binh lính Nga tham gia vào cuộc điều chuyển này. Chuyên gia Gressel của Hội đồng Đối ngoại châu Âu đánh giá, chiến dịch Kursk là một canh bạc, chứa đựng nhiều rủi ro quân sự đáng kể. Chuyên gia Samert thì lại có cái nhìn lạc quan hơn. Ông này cho rằng, chiến dịch của Ukraine tại Kursk càng tiến triển, thì Điện Kremlin sẽ buộc phải rút bớt nguồn lực khỏi Ukraine để hỗ trợ cho mặt trận Kursk. Hình ảnh quay từ 10 UAV cho thấy khoảng 10 xe thiết giáp của Ukraine ở tỉnh Sumy bị tấn công bằng tên lửa Iskander và pháo phản lực phóng loạt. Đoạn video mới được các blogger quân sự chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công phối hợp nhằm vào lực lượng dự bị của Ukraine ở Sumy, bên kia biên giới tỉnh Kursk của Nga. Các cuộc giao tranh đã diễn ra ở tỉnh Kursk kể từ khi Ukraine mở chiến dịch đột kích qua biên giới vào đầu tháng 8. Trong khi lực lượng Ukraine nỗ lực tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga, Moscow đã tìm cách đẩy lùi đối phương đồng thời tiếp tục tấn công các mục tiêu ở tỉnh Sumy bên kia biên giới. Đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội tối ngày 31 tháng 8 cho thấy một cuộc tấn công nhắm vào đoàn xe tiếp viện của Ukraine ở phía nam thành phố Sumy, cách biên giới Nga khoảng 40 km. Theo kênh Telegram NGP Raspeka, tài khoản đầu tiên chia sẻ đoạn video, lực lượng giám sát của Nga đã phát hiện ra lực lượng dự bị của Ukraine từ sớm nhưng quyết định để đối phương tập trung lại một chỗ mới tấn công để gây ra thiệt hại nhiều nhất có thể. Theo đoạn video do máy bay không người lái AUV giám sát ghi lại, lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công kết hợp, đầu tiên là dội hai quả tên lửa đạn đạo, có thể là Iskander được trang bị đầu đạn chùm và đầu đạn phân mảnh. Sau đó lực lượng Ukraine dường như bị tấn công bằng một loạt đạn từ hệ thống tên lửa phóng loạt. Bộ Quốc phòng Nga chưa chính thức xác nhận cuộc tấn công mới nhất. Tuy nhiên, sáng cùng ngày, quân đội Nga đã báo cáo về việc phá hủy một nhà kho chứa tên lửa và pháo của Ukraine ở cùng khu vực. Trong một video do quân đội Nga công bố, có thông tin cho biết họ tấn công địa điểm này bằng tên lửa đạn đạo phóng từ hệ thống Iskander-M. Bộ phận giám sát xác nhận có các vụ nổ lặp đi lặp lại kéo dài tại cơ sở này và nó đã bị cháy rụi hoàn toàn sau đó. Một chiếc trực thăng của Ukraine trong chuyến bay huấn luyện quân sự ngày 1 tháng 9 đã bị rơi, khiến hai thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Trong một bài đăng trên Facebook, Trường Đại học Không quân Kharkov cho biết, các nhà điều tra và quan chức từ Bộ Quốc phòng Ukraine đang nỗ lực xác định nguyên nhân của vụ tai nạn. Vụ tai nạn này diễn ra chỉ vài ngày sau khi quân đội Ukraine thông báo một máy bay tiêm kích F-16 đã bị rơi khi đang chiến đấu, khiến phi công điều khiển tử nạn. Điều đáng nói là nhiều nguồn tin từ cả Ukraine và Nga đều khẳng định rằng trường hợp đầu tiên chiến đấu cơ F-16 bị hạ trên lãnh thổ Ukraine này lại do chính lực lượng phòng không của nước này bắn nhầm. Vụ tai nạn mới nhất xảy ra trong bối cảnh quân đội Nga tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào thành phố Kharkov, được cho là khiến ít nhất 47 người bị thương. Sau vụ tấn công, Tổng thống Ukraine Zelensky tiếp tục kêu gọi đồng minh cho phép Kiev sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp nhằm vào sâu lãnh thổ Nga. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát thêm hai khu định cư VMK và Pichichi ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine. Sputnik trích dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đơn vị thuộc Cụm Lực lượng phía Nam đã thâu tóm kiểm soát khu định cư VMK, trong khi binh lính thuộc Cụm Lực lượng Trung tâm đã giành quyền kiểm soát làng Pichichi. Theo nhà chức trách Nga, các lực lượng Moscow đang tiếp tục tiến sâu hơn vào hàng phòng ngự của đối phương. Chỉ trong vòng 24 giờ qua, họ đã khiến Kiev mất tới 1.920 binh sĩ. Cụm lực lượng phía Nam của Nga khẳng định đã đánh bại quân Kiev ở các khu định cư Hotcher, Jalinianskoy, Chasovya, Stubovki và Antonovska thuộc Donetsk, khiến 660 binh sĩ Ukraine thiệt mạng. Ngoài ra, các đơn vị chiến đấu thuộc cụm lực lượng này cũng đã phá hủy 3 kho đạn,
một bệ pháo tự hành M109 Paladin 155mm do Mỹ sản xuất, hai bệ pháo tự hành Grab 155mm do Ba Lan chế tạo, hai khẩu pháo D20 152mm, hai lựu pháo 122mm và một khẩu pháo L119 105mm do Anh sản xuất cùng hai trạm tác chiến điện tử của đối phương trong khu vực. Cụm lực lượng trung tâm của Nga đã thống kê loại bỏ 560 binh sĩ, 1 xe tăng, 4 xe bọc thép, 5 xe cơ giới, hai bệ pháo tự hành Gvozdyska 122mm và 5 khẩu pháo D-30 122mm của Ukraine trong khoảng cùng thời gian. Trong khi đó, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb đánh giá tình hình xung đột Nga-Ukraine hiện vẫn nghiêm trọng, nhưng trong vị thế của Ukraine có vẻ tốt hơn so với 3 tháng trước. Theo ông Stubb, hiện rất khó để dự đoán khi nào cuộc xung đột giữa hai nước láng giềng này sẽ kết thúc. Ông nhấn mạnh, việc bắt đầu các cuộc thảo luận về hòa bình sẽ là một diễn biến tích cực. Tổng thống Phần Lan cam kết, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine chừng nào còn cần thiết. Ông lưu ý, việc Phần Lan đã chọn bên khiến nước này khó có thể đóng vai trò là trung gian trong các cuộc hòa đàm. Đối với câu hỏi tại sao Ukraine đang bị hạn chế sử dụng vũ khí phương Tây chuyển giao để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ của Nga, ông Stubb nói sẽ không có những hạn chế như vậy nếu các lực lượng Kiev hành động để tự vệ, tuân thủ luật pháp quốc tế và không nhằm vào các mục tiêu dân sự. Nhà lãnh đạo Phần Lan đánh giá Nga là mối đe dọa số 1 về an ninh đối với đất nước của ông, nhưng không có lý do gì để lo ngại vào lúc này. Ông cảnh báo Helsinki cần phải chuẩn bị cho giai đoạn bất ổn trong quan hệ Nga-Phần Lan. Moscow hiện chưa lên tiếng bình luận trước phát biểu của Tổng thống Phần Lan. Sĩ quan lực lượng vũ trang Mỹ đã nghỉ hưu Daniel David cho biết trên kênh YouTube Deep Dry rằng các lực lượng vũ trang Ukraine tấn công khu vực Kursk đã bị suy yếu đáng kể và buộc phải rút lui, chịu tổn thất lớn về trang thiết bị và con người. Ông nói, khi Ukraine lần đầu tiên xâm nhập vào khu vực Kursk, họ đã tạo ra sự khuấy động trên các phương tiện truyền thông và nâng cao tinh thần ở Kiev trong thời gian ngắn. Nhưng giờ đây, cuộc tấn công đã thất bại, các lực lượng Ukraine đang xa lầy và Nga đang bắt đầu đẩy mạnh mặt trận một cách có phương pháp và Ukraine không có đủ nhân lực để tiếp tục đưa tới khu vực này. Theo ông David, những tổn thất to lớn và không thể khắc phục của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk sẽ có tác động tiêu cực mạnh mẽ đến khả năng của quân đội Ukraine trên mọi hướng của mặt trận. Ông David nhận xét, Ukraine không chỉ mất quân mà còn mất một lượng lớn trang thiết bị và hàng trăm phương tiện chiến đấu. Hiện không thể sử dụng được, toàn bộ kho thiết bị quân sự đang cạn kiệt và giờ đây họ thậm chí còn gặp khó khăn trong việc đưa bộ binh của mình đến nơi an toàn vì đơn giản là họ không có đủ người, trong khi ở Nga thì mọi thứ đều ổn. Hôm ngày 30 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng trong cuộc giao tranh ở khu vực biên giới vùng Kursk, các đơn vị quân đội Nga đã tiêu diệt hơn 7.800 quân nhân Ukraine, 75 xe tăng, 36 xe chiến đấu bộ binh, 64 xe bọc thép chở quân, 15 bệ phóng đa nòng, bao gồm 4 HIMARS MLRS. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sinsky thừa nhận rằng, bằng cách tấn công khu vực Kursk, Kiev muốn chuyển hướng lực lượng vũ trang Nga khỏi các hướng khác, chủ yếu từ Krasnoarmeyki ở Donetsk. Tuy nhiên, phần lớn báo chí phương Tây đều cho rằng, tính toán này của Ukraine là sai lầm khi chính họ phải dàn mỏng lực lượng lẽ ra bảo vệ miền đông Ukraine tới Kursk. Nguyên nhân dẫn tới việc Ukraine mất tiêm kích F-16 đầu tiên vẫn là điều bí ẩn. Hai quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho rằng nguyên nhân vụ tai nạn có thể không phải là do hỏa lực thân thiện. Các quan chức không quân Ukraine cho biết, sau khi đánh chặn 3 tên lửa hành trình và một máy bay không người lái UAV của Nga trong cuộc tấn công ngày 26 tháng 8, phi công lái F-16 Oleksiymas, biệt danh Moonfish, tiếp tục tìm cách đánh chặn một mục tiêu khác, trong khi bộ phận kiểm soát mặt đất mất liên lạc với chiếc máy bay này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã sa thải người đứng đầu không quân nước này và cam kết sẽ điều tra kỹ lưỡng vụ việc, bao gồm cả khả năng mà một quan chức phương Tây đã nêu ra hôm 30 tháng 8 là F-16 bị bắn rơi do hỏa lực thân thiện từ một tổ hợp tên lửa Patriot. Tuy nhiên, ngày 31 tháng 8, hai quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho biết hỏa lực thân thiện quân ta bắn quân mình có thể không phải là nguyên nhân khiến máy bay F-16 bị rơi. Các nhà điều tra của Mỹ cũng như Ukraine đang xem xét nhiều khả năng khác nhau, trong đó bao gồm cả hỏng hóc cơ học và lỗi của phi công. Anatoly Grabchinsky, phi công và cựu sĩ quan không quân Ukraine cho biết, việc mất phi công là một tổn thất rất lớn, đặc biệt đó lại là một trong những người đã vận động tích cực để Ukraine có thể sở hữu F-16. Về chiếc máy bay, điều quan trọng cần phải hiểu rằng đây là xung đột và tổn thất là điều không thể tránh khỏi. Chúng tôi đang chiến đấu với một quốc gia có thể phóng hơn 200 vũ khí vào Ukraine chỉ trong một cuộc tấn công, bao gồm tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái, ông Grabchinsky nói.
Các nhà phân tích quân sự Ukraine cho biết vẫn còn quá sớm để suy đoán về nguyên nhân gây ra vụ tai nạn, nhưng họ nhấn mạnh rằng các hệ thống phòng không phương Tây và máy bay chiến đấu F-16 chưa bao giờ hoạt động cùng nhau trong những điều kiện phức tạp như hoàn cảnh ở Ukraine hôm 26 tháng 8. Cùng lúc Đại tá Metz đang truy đuổi tên lửa của Nga, các đội điều khiển 3 hệ thống phòng không khác nhau bao gồm Patriot, các nhóm cơ động với tên lửa Stinger và tên lửa Starship của Anh đều đang nỗ lực đánh chặn 127 tên lửa và 109 UAV của đối phương. Ông Krabchinsky, cựu quan chức không quân Ukraine cho biết, nhiều thứ có thể dẫn đến việc mất chiếc F-16, bao gồm tình trạng kỹ thuật của máy bay, lỗi của phi công hay các yếu tố bên ngoài. Theo ông, cũng có khả năng các mảnh vỡ của một tên lửa bị đánh chặn đã văng trúng một bộ phận quan trọng của máy bay. Tại thời điểm này, tất cả các khả năng đều đang được xem xét, bao gồm cả hỏa lực thân thiện, ông Krabchinsky nói. Nói về khả năng F-16 bị hệ thống phòng không Patriot bắn rơi, cựu chuyên gia phân tích của Bộ Quốc phòng Mỹ và Trung tá nghỉ hưu của Không quân Mỹ Karen Wojcicki nói rằng cả Mỹ và Vương quốc Anh trước đây đều từng mất một máy bay do hỏa lực thân thiện của Patriot trong chiến tranh vùng vịnh năm 1991. Mặc dù vấn đề gây ra những sự cố này đã được khắc phục vào năm 2003, nhưng bà Wojcicki lưu ý rằng Patriot cung cấp cho Ukraine có thể là những hệ thống cũ hơn và vẫn có thể dễ bị lỗi. Bà Wojcicki nêu quan điểm, tất cả những nhà quan sát thẳng thắn cả trong và ngoài cuộc xung đột này đều biết rằng Ukraine đang chiến đấu với một loạt các thiết bị cũ hơn, thường không tương thích về mặt công nghệ, được vận hành bởi những người thường không quen thuộc với các hệ thống đó và trong một không gian chiến đấu hỗn loạn, không được hỗ trợ hậu cần tốt. Bà nói thêm, hỏa lực thân thiện là một vấn đề lớn trong mọi cuộc xung đột và đặc biệt là đối với Ukraine vì các hệ thống thông tin liên lạc và kiểm soát không được tích hợp tốt và các nhà điều hành mặt đất ngày càng ít được đào tạo và kinh nghiệm hơn khi cuộc chiến tiếp diễn. Bà Wojcicki cho rằng, việc Ukraine mất máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên do NATO cung cấp khó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến các kế hoạch của khối quân sự này. Mỹ và NATO biết rằng, chỉ với một số ít máy bay F-16 cũ và không được triển khai và vận hành theo chiến lược sẽ khó giúp Ukraine giành chiến thắng trong cuộc xung đột. Họ đã trì hoãn suốt một thời gian dài và từng không có ý định gửi chúng với số lượng lớn. Vụ rơi chiếc F-16 đầu tiên ở Ukraine và dự đoán về những tổn thất trong tương lai có thể khiến phương Tây không muốn gửi thêm F-16 cho Ukraine, nhưng đây là kế hoạch đã được cam kết, bà Wojcicki giải thích. Liên quan đến việc Ukraine cho rằng vụ rơi F-16 là tổn thất không liên quan đến chiến đấu, theo bà Wojcicki, không nên đánh giá như vậy nếu chiếc tiêm kích gặp nạn sau khi bắn hạ tên lửa hành trình của Nga. Bà Wojcicki nói thêm rằng, nếu tổn thất này xảy ra trong tình huống của Mỹ hoặc NATO, nó sẽ được phân loại là tổn thất liên quan đến chiến đấu. Tuy nhiên, nếu Kiev muốn nhận được nhiều thiết bị và công nghệ cao cấp hơn, và thậm chí là sự cho phép của Mỹ để tấn công sâu vào Nga, họ phải tránh đổ lỗi tổn thất cho quân đội của chính họ, hoặc ưu thế về chiến đấu, hậu cần, chiến lược của Nga. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!